Tính đến 18 giờ chiều nay 17 tháng 11, Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca mắc COVID-19 mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Đây là thông tin được Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh COVID-19 đưa ra mới đây. Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 17 tháng 11, Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca mắc COVID-19 mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 1.288 ca, trong đó số ca điều trị khỏi là 1.124 ca, số ca còn đang điều trị là 129 ca, số ca tử vong là 35 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 16.125 người.